Kính thưa quý vị đại biểu, tiếp theo sau đây xin trân trọng kính mời Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Công Minh, Phó trưởng khoa Nội ung bướu, hỗ trợ và điều trị Viện Y Dược học Dân tộc lên báo cáo chuyên đề điều trị bệnh lý cơ xương khớp bằng các phương pháp không dùng thuốc. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa hội nghị, kính thưa các quý đồng nghiệp, để tiếp tục thực hiện chương trình hội nghị sáng buổi sáng hôm nay, tôi sẽ thực hiện bài báo cáo thứ ba của mình. Qua cái thì thấy là bệnh lý cơ xương khớp là một trong những bệnh lý phổ biến ở cái vùng chẳng hạn là Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á, thì bệnh lý cơ xương khớp là trong cái top 3 và nhất, chỉ trừ ở khu vực châu Phi thôi là nó được vị trí thứ ba sau các bệnh lý về tâm thần và bệnh lý về truyền nhiễm. Thì thoái hóa khớp là bệnh lý thường gặp nhất trong tất cả các bệnh về khớp và có ít nhất là 10% dân số thế giới từ 60 tuổi trở lên bị thoái khớp có triệu chứng. Đây là cái tổ chức y tế thế giới có thể xảy ra ở trong cơ thể như thường gặp ở khớp gối. Giai đoạn ba có khoảng 35% phụ nữ mà đau từ 60 tuổi trở lên thì có dấu hiệu thoái khớp chính mang do sự lão hóa dân số ngày càng tăng, đặc biệt tình trạng béo phì gia tăng trong những yếu tố nguy cơ chính của thoái khớp gối. Cũng theo tổ chức y tế thế giới là tỷ lệ hiện mắc toàn cầu của thoái khớp gối có triệu chứng được chẩn đoán trong một nghiên cứu khoảng 700 người trên 40 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận vị trí thoái khớp trên X quang thường gặp ở khớp gối chiếm khoảng là 34,2%. Người ta nhận thấy là tỷ lệ ở phụ nữ thường gặp ở so hơn khớp nam giới. Thì qua nghiên cứu được kết luận là 1/3 người trưởng thành ở Việt Nam là bị thoái khớp trên X quang ở khớp gối. Thoái khớp gối là bệnh lý thường gặp. Tỷ lệ khớp gối ở người trưởng thành thì cao hơn so với người gia đình. Ở Việt Nam tỷ lệ thoái khớp gối là 18% trong số những người sau tuổi trung niên lên. Tỷ lệ thoái khớp gối chiếm chỉ một tuổi tác nhận thấy là 30% ở những người từ 55 đến 59 tuổi, chiếm 1% ở từ 90 tuổi trở lên và cũng thường gặp ở phụ nữ đặc biệt là sau 50 tuổi. Thì thoái khớp là bệnh lý thường gặp nhất trong tất cả các bệnh thoái khớp là bệnh lý thường gặp nó hàng thứ tư gây tàn tật ở người lớn tuổi và phần lớn tổn thương ở các khớp chịu lực như khớp háng và khớp gối là một trong những nguyên nhân chính gây khả năng bệnh tật là suy chất lượng ngày gia tăng. 50% trường hợp phải thay khớp háng và khớp gối do khớp thì tần suất và tính năng của bệnh cơ xương khớp đặc biệt cao chiếm 21% bệnh tổng tần số mất chức năng và đứng thứ hai sau cái bệnh về tâm thần. Thì gánh nặng về thoái khớp liên tục tăng trong 20 năm qua. Người ta nhận thấy thoái khớp gối là hậu quả của quá trình cơ thể sinh học tập mất cân bằng giữa tổng hợp về điện này tục và tư duy dây chằng của cơ khớp và màng hoại dịch, trong đó tế bào sụn là tế bào quan trọng nhất đáp ứng sự thay đổi của quá trình thoái khớp. Sự mất cân bằng này được bắt đầu bởi những yếu tố tiên triển của sinh hóa ở các cơ thể tế bào chất căn bản của sụn kèm theo quá trình viêm xảy ra phát chấn thương. Chính xác của thoái khớp gối vẫn chưa được xác định. Sự lão hóa là các tế bào sụn cùng với thời gian tích tụ trong cơ thể già các chất dẫn đến thay lâu ngày thì già dẫn đến cái tổng hợp của các tổng hợp như là cái chất tạo keo của các các polysaccharide sẽ giảm sút dẫn đến khả năng cái chất căn bản của sụn và khả năng đại hồi lực sẽ giảm. Cái yếu tố phần dưới là yếu tố thúc đẩy nhanh quá trình thoái hóa. Thì là đó là một trong những yếu tố quan trọng gây ra thoái khớp thứ phát, gồm có là các hoặc là sự tăng trọng quá tải. Ngoài ra còn có những nguyên nhân khác, còn có những yếu tố nguy cơ mà không thể can thiệp như là tuổi và giới. Thì ai nhận thấy trực tuyến bắt đầu thoái gối thì chiếm đa số từ tuổi lên, và giới người ta cũng nhận thấy là giới nữ thì chiếm tỷ lệ cao hơn so với nam giới. Suy giảm hóc môn di truyền gia đình và di truyền gen chủng tộc, thì đối với thoái khớp gối người ta nhận thấy là ở người châu Á tăng cao hơn so với người da trắng. Cái yếu tố nguy cơ để can thiệp được là bệnh béo phì. Bệnh lý khớp gối nó liên quan đến tình trạng là béo phì trong tất cả rất nhiều thứ, thì mật độ xương, ngoài ra các vấn đề dinh dưỡng nhiệt thì các hoạt động mà tăng nguy cơ như là khi bất nặng ngồi xổm, ngồi xếp bằng, vì gối nó thường gặp ở những người châu Á như là phụ nữ của Việt Nam. Ngoài ra cái sức cơ người ta nhận thấy là đối với từng trạng là 500 kg sức cơ thì đứa trẻ làm giảm 10% nguy cơ thoái khớp. Hoạt động thể lực thì đối với những người mà hoạt động thể lực quá mức và quá khả năng chịu đựng thì nó cũng không tốt, nó cũng sẽ gây ảnh hưởng đến thoái khớp. Ngoài ra còn có yếu tố chỗ, ví dụ là chấn thương bất động nằm lâu dài nó cũng gây ảnh hưởng đến thoái khớp gối.
về cơ chế bệnh, cũng như ta nhận thấy là đặc trưng của bệnh là có dịch vụ kiểm soát dần dần. Đặc trưng của bệnh là có dịch vụ kiểm soát dần dần, người ta nhận thấy có hai cơ chế được cho là khởi phát quá trình thoái khớp gối. Thứ nhất là thường xảy ra cái đa số trường hợp là do chúng tôi đã hóa của các vị trí chủ lực của trường hay là các vị trí sau chấn thương. Cho nên các chấn thương lặp đi lặp lại cái yếu tố sinh cơ học là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến khởi phát và gây ra thoái khớp gối. Thì các tế bào sụn sẽ phản ứng lại với trên bằng cách giải phóng ra các enzyme gây thoái hóa là metallorotene và tạo ra các đáp ứng chữa không đầy đủ. Cơ chế thứ hai thì nó xảy ra ở một số trường hợp chính là các vụ sụn. Ví dụ như là sự chứng lực các sen tạo nên các collagen tiếp A sẽ làm cho sụn khớp và kém chịu hơn so với sụn khớp bình thường. Thì từ đó của các quá trình bệnh thoái khớp gối. Thì như vậy các phương pháp điều trị và các thuốc có tác dụng là ức chế quá trình thoái hóa hoặc tăng tổng hợp chất nền sẽ có tác dụng điều trị bệnh thoái khớp gối. Thì đây là các cơ chế mình xin qua ba bước. Thì đối với một tình trạng là khớp gối bình thường thì nó sẽ có sự cân bằng của dị hóa và đồng hóa. Các quá trình là sinh tổng hợp của tế bào xương từ nó gồm có là yếu tố tăng trưởng giống insulin 1, yếu tố tăng trưởng dạng beta hoặc là protein thái tạo siêu hoặc là chất cơ bản xương sẽ cân bằng với quá trình phá hủy xương quá trình kích thước 16, 18 hoặc là yếu tố bệnh tổng hợp. Khi quá trình mà quá trình nó xảy ra thì nó sẽ từ tất cả quá trình dị hóa sẽ lớn hơn đồng hóa. Vừa qua các quá trình phá hủy xương là cái quá trình mà tổng hợp xương có sẽ dẫn đến tổn thương thái cấp. Thì đây là cái tóm tắt cơ chế bình sinh của một cái thoái khớp gối. Thì do là những cái cơ học nó tác động lên tế bào xương thì từ đó tác động lên tiết mục xương nó sẽ làm mất cân bằng giữa các thái hóa tăng thì tổng hợp xương nền giảm, từ đó thì mất sức cầu vẹn của xương và đến là thoái khớp gối. Dấu hiệu và chứng hình của thoái khớp gối này thì có thể quan gần đen hoàng sơ hóa sụn sơ hóa sụn nhẹ bao cấp thì đại hoàn triệu chứng điển hình gồm có là cứng khớp đau sụn mất chức năng và biến dạng khớp. Cái sinh lý bệnh của thoái khớp gối thì mới đầu là đau, cái gì đau nó sẽ cơ quan cảm đầu tiên là các cảm thông quan trần, nó sẽ dẫn đến triệu chứng hiện đau, dẫn triệu chứng hiện đau về cái từ đó thì sau nó sẽ đi theo lịch sử truyền cảm giác lên đến cấu trúc dưới vỏ và bộ não, thì nó dây gây ra những cái triệu chứng đó. Thì giống như qua các cơ chế này thì giống như có các công trình thuốc phổ biến đi học của trình nghiệm của mình là cái châm cứu, thì tác dụng của châm cứu và cái ngoài cái tác dụng đầu giảm tăng trưởng các cơ chế gồm cơ chế tại chỗ, cơ chế tại chỗ, cơ chế từ tinh thủy và cơ chế bộ não. Là chắc hai bài báo cáo trước mấy bác sĩ trước đã thông báo cho hội nghị ạ. Về cơ chế đau của khớp thoái khớp gối thì cho mình lo lý thoái khớp gối đau là nguyên nhân tiên khiến người bệnh bị kém, thì do sụn khớp cũng không có hệ thần kinh nên đau. Thì các cơ chế đau thứ nhất là do viêm màng và sơ hóa từ cơ các vết chọn cái thẳng đau hoặc gai xương tại các vị trí mà thì đè gây kéo căng các đầu bút của thần kinh ở màng xương hoặc là được có kéo dây chằng do sụn khớp bị thông tin viêm màng bao khớp hoặc là bao khớp bị căng phồng do cụ thần khớp hoặc các cơ bị co tắc. Thì đây là cơ chế bình sinh mà nó gây ra tổn thương thoái khớp gối. Thì các điểm lâm sàng đau khớp gối là chủ yếu là đau khi hoạt động và giảm khi nghỉ ngơi. Thì ngoài ra nó có những dấu hiệu rất là điển hình là dấu hiệu phá triệt khớp là cái dấu hiệu mà cứng khớp kéo các bệnh nhân kéo dài khoảng từ 15 đến 30 phút và khi bệnh nhân cử động thì cái dấu hiệu này nó sẽ trở lại bình thường. Thì triệu chứng tại khớp thì nó rất có nhiều triệu chứng điển hình, ví dụ mình khám thấy có thể sờ được tới những cái ung xương gai xương hoặc là khám được dấu hiệu làm sao của khớp hoặc là dấu hiệu bào gỗ của dấu hiệu tổn thương của xương bánh chè vân vân. Xét nghiệm thì xét nghiệm đối với một bệnh thoái khớp gối bình thường thì hầu như nó không có điển hình. Nếu mà không có giai đoạn viêm đó thì xét nghiệm thường làm là tổng phân tích tế bào máu hoặc là làm cái phản ứng viêm chẳng hạn như VF bản CRB thì hầu như nó không có dấu hiệu tăng. Khi mà bệnh nhân có dấu hiệu viêm khớp gối đó là trong trường hợp thoái khớp gối cấp thì các phương pháp thăm dò hình ảnh thì quang khớp gối là một trong những cái cận lâm sàng được sử dụng phổ biến hầu hết đối với bệnh nhân vô thăm khám. Thì đây là cái nó cũng là vừa rẻ tiền mà sẽ tầm các khớp gối của người bệnh. Thì có những dấu hiệu rất là điển hình chẳng hạn như là căng xương hẹp khe khớp, đặc xương tụt vì đại mau leo hoạch dịch hoặc là sơ hóa xương dưới sụn vân vân, đây là những cái điển hình có khớp gối.
Ngoài ra có những cái chẩn đoán hình ảnh mà nó cao cấp hơn, thì chẳng hạn như MRI đối với trường hợp chấn thương khớp gối hoặc là bệnh nhân khớp khớp gối khớp viêm, thì để khảo sát được cái mô sụn của khớp gối hoặc là cái gì đó. Thì những cái xét nghiệm này thì cũng ít, tại vì cái giá tiền nó cũng rất là cao. Ngoài ra thì có những cái chỉ định là cần phải xét nghiệm mình có thể đi khám. Thì chuẩn đoán khớp gối khác thì theo tiêu chuẩn của hiệp hội khớp gối năm 1991 thì ta dựa vào những triệu chứng sau. Thứ nhất là đau khớp gối có gai xương, bởi vì khớp gối trên X quang dịch khớp là tuổi thì trên 40, xuống khớp 30 phút là sạc như chưa đau. Đây là cái tiêu chuẩn có dựa vào cái hình ảnh X quang. Khi người ta chẩn đoán xuất hiện là dựa vào yếu tố 1, 2 hoặc là 1, 3, 5, 6 hoặc là 4, 5, 6. Ngoài ra ta có một tiêu chuẩn khác, tiêu chuẩn là chỉ dựa vào đơn thuần và lâm sàng thôi, cũng cho thì khớp được và đau khớp gối trong nhiều ngày hoặc nhiều tháng là sau khi chưa đọc cứng khớp vào buổi sáng dưới 30 phút, ngày tối là trên 38 và thấy kỳ đại gai xương, thì cũng là những yếu tố đó để mình chẩn đoán là bệnh nhân có khớp gối. Nhưng mà tôi nghĩ cái tiêu chuẩn này thì tại cái chẩn X quang thì rất hợp lý, ở đâu thì có làm được rồi. Thì nếu có X quang thì bây giờ điều trị có y học bằng cớ, thì nếu có bằng cớ thì mình sẽ có được sự thì nó phù hợp hơn. Đây là có một cái tiêu chuẩn chẩn đoán mức độ của thoái khớp gối trên X quang thì làm Kellgren và Lawrence, thì đây là mức độ nó phân từ giai đoạn 0 cho đến giai đoạn 4. Thì dựa vào những cái tiêu chuẩn này để mình có thể đánh giá mức độ khớp gối của bệnh nhân là nên điều trị tiếp tục nội khoa hay là điều trị một số phương pháp can thiệp khác có thể tiêm dịch khớp gối là cao hơn là thay khớp gối. Thì nó có rất tại những giai đoạn này, các quý đồng nghiệp có thể tham khảo thêm nữa. Để một đi tiêu điều trị gì? Điều trị thoát khớp gối là chủ yếu là giáo dục người bệnh về cách phòng ngừa bệnh, chống sự bệnh xấu, chống cái yếu tố nguy cơ gây nặng bệnh, duy trì và giảm tăng tầng bệnh lồng khớp, ngăn ngừa sự tàn tật và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh, trong đó giảm đau cho người bệnh là mục tiêu hàng đầu. Thì tiếp tục phương pháp điều trị thì cái học điều trị về các biện pháp và không dùng thuốc là biện pháp quan trọng trong điều trị bệnh lý thoái khớp gối. Thì gồm có những phương pháp như là các thuốc trị liệu châm cứu cây chỉ vân vân. Thì ngoài ra thì có những cái có thể dùng thuốc giảm đau đơn thuần, thuốc kháng viêm, thuốc chống khớp gối chậm là ngoài ra thì nếu mà không thành công nữa thì cần đến là pháp hợp. Nhưng mà người ta thích là hiện nay thì chưa có một phương pháp điều trị nào có thể làm ngừng triệu chứng của tình trạng bị khớp gối thoái hóa. Thì thoái khớp gối theo y học cổ truyền thì việc có biểu hiện lâm sàng thì thoái khớp gối nằm trong phạm trù của chứng tí. Thì chứng tí là một trong chứng chứng quan trọng của y học cổ truyền, tí cũng có với bí được bệnh với tắc không không thì tí cũng được để biểu hiện thì cái tình trạng của bệnh như là chứng không đau em khỏi tắc ở da thịt sư, đồng thời cũng vừa dùng để biểu hiện cái diễn tả cái tình trạng bệnh như là chứng tắc không không cũng hiếp lại chứng tắc không không là nằm trong phạm chứng tí việc tỉnh mà có siêu to đừng có các chứng tăng nhỏ vân vân. Thì chưa bằng các học nghiệp chết thì tích tiếp được về cái kém là cảm thương hoài toàn để sinh ra chứng tính. Thì tại cái tất sở trước mặt là nguyên nhân căn bản của sinh bệnh và chứng chỉ lực nghẹt ảnh hưởng đến thì chứng tích tốt phong có nguyên chủ yếu là do can thần bị hư là cảm nhiệt tích lâu ngày thì kết hợp với chiến như trời mà chúng ta bệnh. Thì về cơ chế bệnh sinh thì có tóc mắt qua đây còn có những cái triệu chứng là do cái phong hàng thần bất nhiệt nó xâm nhập có thể gây ra tiếng hư đặc thì tôi xin đưa ra cái năm cái gọi là các hội chứng lâm sàng này. Thì năm hội chứng lâm sàng này và hai cái nguyên cứu gần như đây nhất thì những cái hội chứng lâm sàng này sẽ có thể tùy theo tác giả, nhưng mà thì tôi sẽ dựa vào những cái cứu để tổng hợp những cái hội chứng lâm sàng nhất gồm phong hàn cấp tí, công thức tí làm trở căng thẳng lâm hư và căng thẳng nữ hư. Thì khi vào sự thể thì phong cảm bất tí thì mình có thể tham khảo. Thì tôi chỉ nhấn mạnh về cái căng thẳng lâm hư này thì để mình chẩn đoán một cái hội chứng thì mình phải có một cái căn cứ gì đó thì qua một cái ba cái đề tài nghiên cứu thì để chẩn đoán ra cái hội chứng căng thì ta xây dựng và những tiêu chuẩn là triệu chứng chính và triệu chứng phụ. Thì chiều để chẩn đoán xác lập cứ căn cứ thí dụ người ta dựa vào năm triệu chứng chính hoặc là
3 triệu chứng và 2 triệu chứng phụ. Từ đó thì đang đưa ra được một cái hội chứng. Tại vì riêng cái hội chứng căn phòng hư đẹp đó, nó có những cái đề tài thì anh chỉnh lý để cho hội sẽ có thông tin để hiểu thêm, chứ không phải là mình dựa vào chuyện gì đó. Thì phương dược thì cái bài thuốc thì tùy, trên đây thì tôi lấy cái bài thuốc đại nghiên cứu là bài ổn vui bắt quyền hay là bài lục quyền gia với độ trọng nghiên cứu. Thì qua cái nghiên cứu này người ta đánh giá thì cái tỷ lệ mà nhà thầu khớp gối kết hợp với phương pháp điều trị khớp gối cái gì thì đáp ứng lên sàn rất là tốt. Qua hai cái thông số đánh giá là thông số tăng điểm phát và tăng điểm phương mát. Và khi học chứng cứ trong điều trị khớp gối thì trong cứu đạt hiệu quả như thế nào, tiêu chuẩn để châm cứu đạt hiệu quả điều trị nhất là cần khoảng 4 điều điều trị. Thứ nhất là số lượng viên phải trên 4 trong mỗi cuộc cứu và thời gian lưu lại tức là 20 phút. Mỗi khi châm cứu là phải cảm giác bác sĩ hoặc là phải được phương pháp điều châm. Thì tại bây giờ tôi nghĩ là đạt là được phương pháp điều châm. Thì châm ở cái lúc này là ít nhất là một lần một phần và điều chỉnh để điều trị ít là 6 lần. Thì do cái nghiên cứu của tác giả trên thì cái phương việc thì cũng rất là nhiều cái phương việc để điều trị khớp gối. Thì trong cái nghiên cứu này người ta ra là học tập này thì tí nó sẽ có một cái nghiên cứu khác, người ta đưa ra cái tập thì nó khác thì tùy vào cái kinh nghiệm và cái y học chủ tố của mỗi từng tác giả mà mình sẽ đưa ra được cái việc để điều trị cho nó hiệu quả nhất. Thì đây là cái phương việc để mấy quý đồng nghiệp có thể tham khảo. Thì thứ nhất là qua cái đề tài nghiên cứu để chứng minh cái hiệu quả điều trị khớp gối trên thì qua cái nghiên cứu của tác giả nhân thì người ta sử dụng phương pháp là cái kết hợp phải điều trị khớp gối nguyên phát trên bệnh nhân tuổi trên 40 thì dựa vào hai cái thang điểm nghiên cứu là thang điểm mát và thang điểm của mát. Cái thang điểm mát là thang điểm là rất là thực sự trong nghiên cứu bệnh lý khớp gối thì thang điểm này nó gồm có 21 chỉ số đánh giá ở 3 mục là đau, nhức khớp và hạn chế vận động. Thì đây là cái thang điểm mà mấy cái nghiên cứu mà có công bố thì họ đều dựa vào cái này. Đây là thang điểm định để giá một tình trạng khớp gối lo quay cơ. Thì công thức việc của tác giả này khác với tác giả của người quốc kia đó, là cái công thức việc này được sử dụng trong cái bốn quy trình ứng cứu kỹ thuật khám và chữa bệnh chuyên ngành cấp cứu của Bộ Y tế. Thì sẽ lấy cái phương tiện này ra, tại vì một tác giả mà đưa ra một cái phương tiện của mình nó phải lao rất là nhiều thời gian mà nó cũng lại khó nữa. Thì qua cái nghiên cứu của đánh giá này, cái phương pháp này so sánh giữa cái chỉ của một bài thuốc so với một cái phương pháp là một nhóm cũng nhóm chứng là sử dụng châm cứu đơn phần kết hợp với bài thuốc, thì cái phương pháp này người ta nhận thấy cái chỉ kết hợp với bài thuốc luôn tất vị này thì hiệu quả giảm đau trên thang điểm phát và cải thiện theo phút gốt của bệnh nhân thì tối tương hơn so với cái nhóm chính là chỉ dùng trong phút gốt. Cái tác giả thứ hai thì nghiên cứu trước thì tác giả này chỉ dùng đơn thuần là cái chỉ so sánh với một chấn chứng là chân cứu điều trị với phút gối người phát thì thời gian của điều trị theo dõi trong vòng 4 tuần. Thì qua cái nghiên cứu này cũng đánh giá và thang điểm phát, nhưng mà tác giả này nhận xét thì giữa hai cái phương pháp thuốc và cái chỉ thì hiệu quả nó gần như tương nhau, sự khác biệt của nó không chỉ có ý nghĩa thông quan. Thì nên mình cân nhắc tùy có thể là áp dụng một nhân phương pháp thuốc là trên thuốc hoặc là cái chỉ cũng được, thì cũng không có đưa ra được cái ưu việt của cái tác dụng giảm đau của cái chỉ hay là cái thuốc. Ngoài ra có những cái khác thì những phương pháp người ta đánh giá cái thang điểm là thang điểm pháp và thang điểm request. Cái thang điểm này cũng đánh giá chúng ta khớp gối nhưng mà nó không được biến bằng cái thang điểm của mắt. Thì hầu như mấy cái nghiên cứu này thì đều đánh giá là điều trị khớp gối bằng phương pháp không dùng thuốc hoặc là kết hợp với loại phương pháp của viện đều có hiệu quả làm giảm đau trên bệnh nhân khớp gối. Họ không biết đánh giá bằng cái thang điểm phát thì thang điểm phát là thang điểm bằng cảm của nhìn quen, ví dụ bệnh nhân ví dụ đau bao nhiêu cái thời điểm trước nghiên cứu và nghiên cứu tôi dùng phương pháp tim để bài có hiệu quả, nhưng mà mình phải đánh giá bệnh nhân trên những cái thang điểm khác thì cái tập quan thì thứ nó sẽ cao hơn. Ngoài ra có những nghiên cứu thì họ sử dụng thuốc là thuốc y học hiện đại như là thuốc kháng non steroid trên bệnh nhân
có nghĩa là bệnh nhân có thể dùng một nhóm thuốc kháng viêm nonsteroid hoặc kết hợp nonsteroid kết hợp với châm phú và châm cứu đơn thuần vân vân, thì cũng nhận thấy là đánh giá cuối cùng là kết quả hiệu quả của phương pháp không dùng thuốc mình là trong hay là châm cứu là có hiệu quả điều trị trên bệnh nhân nonsteroid. À, có nhiều cái nghiên cứu rất là cũng nhiều nghiên cứu người ta cũng nhận thấy là và hiệu quả đề cao cái hiệu quả của phương pháp không dùng thuốc của mình. Thì nói tóm lại đây là nhận thấy là quay rất nhiều nghiên cứu và tôi chọn cái có những cái nghiên cứu gộp rất là lớn của nước ngoài, người ta tổng kết thì người ta đánh giá rất là cao của cái phương pháp là chân cứu để cuối cùng được. Thì qua những nghiên cứu này thì để được rằng là chân cứu là một phương pháp điều trị không dùng thuốc có tác dụng hiệu quả giảm đau, giảm kinh tế cho người bệnh và điều trị phát tức gối. Thì cái nghiên cứu châm cứu này được hiệp hội khớp đưa vào một trong những khuyến cáo có điều kiện để điều trị bệnh nhân phát tức gối, để được một cái phương pháp y học điều trị mà được hiệp hội khớp của Mỹ mà người ta đưa vào một cái khuyến cáo từ giãn. Thì qua rất là chị viên cũng chứng minh học mới công nhận cái phương pháp điều trị không dùng thuốc mình đây là một cái thế mạnh y học điều trị. À, ngoài ra có những nghiên cứu là cái thái cực thì tôi nói giống như cái châm cứu trong một cái được một thuốc vào năm 2000 sau trước cái này thì thái cực vào năm 2010 thì được phép người ta cũng khuyến cáo là nó có hiệu quả điều trị cải thiện triệu chứng đau khớp gối cho người bệnh. Qua tới những cái bài học thì cũng đánh giá cũng từ sống thành mấy từ cái tối và tới cái tháng cũng theo dõi bằng cái thang điểm Google Maps. Thì tôi nói cái thang điểm Google Maps là thang điểm đánh giá nghiên cứu cho mình cái thang tối có tương đối là chuẩn so với thang điểm là Likert. Mà thì như nói vừa rồi thì qua tất cả nghiên cứu mà y học cổ truyền mình đang áp dụng thì được hiệp hội khớp người ta công nhận lại biết là cái phương pháp điều trị là không dùng thuốc. Thì trong nó châm cứu là một cái điều người pháp mà được hiệp hội khớp của công nhận vào năm 2012. Thì ngoài có những cái phương pháp khác như là cái chỉ hoặc là cái lý trị liệu bóng nghiệp vân vân, nhưng mà trong nó thì châm cứu là được công nhận còn phải cái gì nó cũng có hiệu quả. Thì phương pháp thích phẩm dược á thì trong có bốn cái nghiên cứu trên chăm sóc giúp cung cấp thêm thuốc gối thì người ta nhận thấy phương pháp ngâm thảo dược đó, thì nó có hiệu quả điều trị các thuốc gối. Thì qua cái nghiên cứu đó đây là có những cái vị thuốc lại có tác dụng trong điều trị các thuốc gối. Các quý đồng nghiệp có thể tham khảo thêm thì cái bài thuốc hoặc là cái vị thuốc thì nó sẽ tùy vào cái kinh nghiệm của mỗi người. Nhưng mà qua cái nghiên cứu của tác giả trên qua có một cái nghiên cứu cộng học nghiên cứu cộng cái nghiên cứu lớn người ta nhận thấy đây là những thuốc nó có hiệu quả trong điều trị thấp huyết áp. Thì đồng nghiệp mình có thể có nhiều cái vị thuốc hơn khác nữa mà cũng điều trị rất là hiệu quả, nhưng mà trong cái nghiên cứu này thì người ta lại không công bố cái vị thuốc đó chứ không phải là những cái vị thuốc không có trong đây là không hiệu quả. Ngoài ra thì có những nghiên cứu khác người ta dùng những cái bài thuốc kết hợp những cái vị thuốc để điều trị thấp huyết áp cũng chứng minh là có hiệu quả, mà đa số cái nghiên cứu là được thực hiện ở Trung Quốc. Thì mấy chị cũng biết là Trung Quốc cái là đi học cổ truyền cũng có mạnh những nghiên cứu về cổ truyền thì đây là những nghiên cứu của mấy tác giả bên Trung Quốc. Ngoài ra có những cái nghiên cứu mà họ kết hợp với thuốc phát ốc rất chậm, ví dụ như là thuốc glucosamine hoặc là diacetrin hoặc là những thuốc tim và dịch thấp vân vân, thì ta nhận thấy chúng ta kết hợp với bài thuốc của mình là bài thuốc hoạt tăng huyết sinh kết hợp với những thuốc phát ốc tác dụng chậm. Qua cái 12 cái nghiên cứu, thì người ta nhận thấy cái khoảng thời gian theo dõi cốt truyện của người bệnh là chỉ một tuần, trong vòng từ 1 đến 6 tháng, thì người ta cũng đưa ra xét là có kết quả trong cái thuốc gối. Thì qua đây có rất là nhiều cái nghiên cứu từ lúc thấp trẻ, và đa số là những nghiên cứu rất là lớn, tổng hợp cũng rất là nhiều nghiên cứu, nên tiến thức khoa học của họ là tương đối lập. Thì có thể sử dụng thuốc y học cổ truyền kết hợp với thuốc y học hiện đại hoặc là thuốc y học cổ truyền kết hợp với phương pháp điều trị không dùng thuốc và châm cứu cái chỉ vân vân. Thì đây là cái thuốc mà đang thực hiện nghiên cứu của nền y học cổ truyền nghiên cứu của Việt Nam mình để tiếp cận. Thì mỗi người sẽ có một cái phương pháp nghiên cứu. Thì
đây là cái nghiên cứu này chứng minh là khí hậu cũng truyền cũng có tác dụng điều trị trên bệnh viêm phế một số. Thì qua kết luận, qua cái báo cáo trên, tôi xin kết luận nhất là ít điều trị và kiểm soát đau và tiêu tập làm giảm thì tập nếu cải thiện chất lượng cuộc sống, ngăn chặn quá trình diễn tiến của bệnh, điều trị là việc phải cá sĩ thái của bệnh, kỹ thuật của bác sĩ người bệnh chức năng và mức độ của bệnh phối tiếp tục những trạng thái của bệnh kèm theo là cơ sở người nghiệp và cho thì các liệu có phương pháp giáo dục và hỗ trợ cho người vì tính chất là mãn tính của phái khớp gối ảnh hưởng lâu dài đến tình trạng bệnh phái khớp gối. Thì qua cái cũng có cái câu chuyện lạ chuyện này thì có được việc phát triển thuốc nào có thể làm được từ sự tiến triển trạng thái phái khớp mặc dù cái cơ chế về bệnh phái khớp gối thì biết rất là rõ. Thì các biện pháp không dùng thuốc của y học cổ truyền thì đóng vai trò rất là quan trọng trong điều trị bệnh phái khớp gối. Thì châm cứu xả được thì hội gốc đưa vào một cái khuyến cáo có mối điều trị là cái cơ sở khoa học rất là mạnh mẽ để cho chúng ta có thể mạnh mẽ áp dụng cho những cái dối giúp cho người bệnh có thể cải thiện một phần nào triệu chứng của bệnh giúp cho người bệnh học sẽ kiểm soát bình thường. Xin kết thúc bài báo cáo hôm nay, cảm ơn quý vị đã lắng nghe.